chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới BTC và Ethereum đi à, Hôm nay đó, thường đã thường nó hứa với các bạn là thường sẽ chia sẻ thông tin mà thôi không có tâm sự quá nhiều à, Nhưng mà tại vì như có hứng đó thì là tiếp tục chia sẻ và chia sẻ nữa các bạn những gì mà thường đang suy nghĩ trong đầu Thì bây giờ thường hãy tiếp tục chia sẻ với các bạn một số những thông tin liên quan đến crypto đi Thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ đối đầu với lại một cái đợt option đáo hạn rất là lớn luôn 6,8 tỷ đô la các bạn và sẽ hết hạn vào thứ sáu này cái này đó là con số lớn, thường các bạn thấy là cái số lượng đảo hạn là 3 tỷ mà thôi nhưng mà con số này đó hơn gấp đôi tại vì không những đây là hợp đồng đảo hạn cuối tháng mà nó còn cộng thêm những hợp đồng mà đảo hạn cuối quý nữa các bạn đáo hạn là gì có nghĩa là khi các bạn đi thu mua những cái hợp đồng option nghĩa là quyền chọn các bạn có thể là chọn quyền được mua hay quyền được bán hay gọi là call hay là put thì nó không giống như futures futures là các bạn có một cái lệnh có thể là vĩnh cửu củ các bạn miễn là các bạn có thể giữ được mà không bị thanh lý thì sẽ là một lệnh vĩnh cửu nhưng mà option thì có ngày hết hạn tới ngày đó rồi nếu như mà giá không như mong muốn đó, thì option đó các bạn sẽ phải bỏ nếu như giá như mong muốn đó, thì các bạn có thể là sử dụng option đó để đổi ra được à, cái à, tài sản và lấy lời. Và chúng ta có khoảng chừng 4,57 tỷ đô la BTC option sẽ đáo hạn và 2,3 tỷ đô la Ethereum sẽ đáo hạn ở trên Deribit các bạn Và cái điểm Max đó là BTC Max Pay là 26.500 đô và Ethereum Max là 1.800 đô Đây là cái điểm mà nếu như mà giá xoay quanh cái mức này đó thì sẽ là cái mức mà nhiều hợp đồng bị lỗ nhất như là người có lời là người bán hợp đồng các bạn à, Và chúng ta thấy được option sẽ hạn vào lúc 8 giờ sáng UTC có nghĩa là 3 giờ chiều giờ Việt Nam ngày thứ sáu và 1 giờ sáng giờ Cali ngày thứ sáu à, thì thường đó chúng ta thấy là trước đây nếu như mà và cái giá nó gần cái mức max Payne đó, thì uh, chúng ta sẽ để ý xem coi là có ai đó cố tình làm giá để mà đẩy giá của BTC hay là Ethereum về max Payne hay là không. Đợt này đó thì các bạn thấy được là cái mức giá 26.000 đô này đó thì uh, khá là xa đối với cái mức BTC hiện tại là 30 441 đô. đương nhiên chúng ta vẫn còn vài ngày các bạn hôm nay đó chỉ mới là đầu tuần mà thôi chúng ta còn vài ngày thì mới đến cuối tuần từ đây đến đó chúng ta sẽ không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà khả năng là sẽ là một tuần sôi động nữa các bạn và hôm nay chúng ta cũng có thông tin là sàn Robinhood á, lại tiếp tục cắt giảm thêm 7% của nhân viên các bạn lý do tại sao họ cắt giảm tại vì họ nói là cây volume giao dịch đã không như xưa nữa khi mà họ à, mướn nhiều người năm 2020 và 21 đó lúc mà dịch bệnh xảy ra đó thì đó volume rất là cao có rất nhiều người ở nhà và một chuyện thú vui lúc đó đó là người ta trade stock các bạn bây giờ thì không như xưa nữa cho nên họ tiếp tục cắt giảm nhân viên Tại vì volume bây giờ đã thấp nhiều so với lại khi xưa Chúng ta cũng có cái cập nhật mới nhất tuần này Liên quan tới những quỹ đầu tư đó Thì họ đã bán thêm crypto hay là họ lại nạp thêm các bạn Chúng ta đã thấy là 9 tuần liên tục đó Thì những quỹ đầu tư được thống kê bởi Coinshare Đây chỉ là đại diện cho một số quỹ thôi các bạn Không phải là tất cả các quỹ đầu tư Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn động thái những quỹ này Để xem coi là chung quy như đầu tư bây giờ đang nạp thêm tiền vào thị trường này Hay là rút ra Thì các bạn đã thấy được tổng cộng có 9 tuần tiền rồi khi trường này nhưng mà đột ngột trong vòng một tuần các bạn tôi nhiều rồi đó thì tiền lại đi ngược trở về thị trường này và các bạn thấy là cái số lượng tiền đi vào thị trường này đó đã bằng phân nửa cái số lượng tiền rời khỏi chín tuần qua các bạn thấy là cái số lượng tiền đi vào không hề nhỏ và chi tiết hơn đó, các bạn thấy đây là cái số lượng tiền vào thị trường cao nhất kể từ tháng 7 của năm ngoái và chúng ta thấy là tuần nhiều rồi đó đã có tổng cộng là gần như 200 triệu đi vào thị trường crypto này và thống kê đây các bạn thấy được là hầu như tất cả luôn 187.6 triệu là đi vào BTC chỉ có 7.8 triệu là vào TV mà thôi và chúng ta thấy là phần còn lại đây là cái phần nhỏ hơn 8.1 triệu này là cho nhiều đồng hỗn hợp trong đó chúng ta thấy là phần lớn đi vào BTC thì tại sao cũng dễ hiểu thôi các bạn Tại vì chúng ta thấy tuần vừa rồi là một cái sự sôi động Đến từ hết công ty này tới công ty kia Phố Wall nạp đơn để có một Bitcoin Spot ETF Chúng ta có cái sự sôi động đến từ Cái sàn giao dịch EDX của Charles Schwab và Fidelity Chúng ta có sự sôi động đến từ khắp nơi Từ những công ty Phố Wall Và đây đương nhiên là các bạn thấy là dẫn đến Sẽ có một số công ty khác cũng sẽ FOMO trong thị trường này Tại vì chúng ta nên hiểu đó là không phải là những cái cá voi nào cũng giống nhau hết. Chúng ta thường hay nói là cá voi như là tất cả họ đều giống nhau nhưng mà không phải đâu các bạn. Những cá voi cũng giống như là Thuận và nhiều bạn là những nhà đầu tư. Và những quỹ đầu tư này cũng được điều hành bởi những người đầu tư các bạn. Và không phải quỹ đầu tư nào đó cũng có lời, không phải quỹ đầu tư nào cũng đi trước. Nếu như mà các bạn thấy là có một cái quỹ đầu tư hay là một công ty đầu tư đó chưa có tham gia vào thị trường crypto này nhưng mà họ lại thấy BlackRock đệ đơn để có một Bitcoin spot. ETF rồi cả đóng công ty ở phố Wall theo thì họ sẽ bị phô các bạn cũng giống như là nhà đầu tư bình thường mà thôi cho nên có thể chúng ta đang nhìn thấy hiện tượng đó điều thú vị hơn nữa đó khi mà chúng ta nhìn vào là tiền đến từ quốc gia nào thì ở Hoa Kỳ cái đó dễ hiểu rồi tại vì các bạn thấy được là những cái quỹ đầu tư Hoa Kỳ có thể là sẽ phô theo BlackRock có 58.9 triệu đô la đã đi vào thị trường này nhưng mà ngược lại các bạn thấy đó không phải là cái số cao nhất mà cái số cao nhất đó là 85 triệu đến từ nước Đức Thường chưa hiểu tại sao mà chúng ta lại có cái số tiền nhiều như vậy đến từ nước Đức. Canada thì có 45 triệu và Brazil là 8,5 triệu. Nhưng mà nào mà ở nước Đức thì có thể comment bên dưới xem gần đây ở nước Đức có những cái thông tin gì nữa bật lưu crypto hay là không. Chúng ta cũng thường hay chia sẻ một vài thông tin liên quan tới nước Đức nhưng mà tuần vừa rồi đó thì cũng không phải là một tuần mà có nhiều thông tin lớn từ nước Đức. À, cho nên thường cũng tò mò muốn biết là tại sao lại có nhiều quỹ ở nước Đức nạp tiền vào trong thị trường này đương nhiên đây chỉ là cái con số đại diện thôi các bạn không phải là tất cả tại vì chúng ta có nhiều quỹ đầu tư hơn là những gì trên màn hình đây chỉ là thống kê từ con xe mà thôi trong tuần này đó thì các bạn cũng đã biết chúng ta cũng không có nhiều những sự kiện đâu à, chúng ta sẽ có cái sự kiện là chủ tịch John Powell sẽ phát biểu vào ngày thứ tư và ngày thứ năm à, không biết là ông ta sẽ nói gì các bạn tại vì à, các bạn đã thấy là chủ tịch John Powell hầu như đã nói gì cần nói rồi đã nói trong cái cuộc họp báo khi mà quyết định là ngưng tăng lãi suất tạm thời đã nói ở hạ viện thượng viện những cái câu nói cũng tương tự như vậy mà thôi và các bạn thấy là thứ sáu đó thì chúng ta có công bố chỉ số lạm phát à, uh, PCE uh, Đây là cái con số mà nó đi theo chỉ số CPI Nhưng mà nó có cái tính nó khác một chút Đây là chỉ số mà Fed quan tâm nhiều hơn uh, Thì các bạn thấy là tất cả những điều này đó có thật sự quan trọng hay là không Khi mà chúng ta thấy là Fed hầu như đã quyết tâm là tăng thêm lãi suất Ít nhất thêm một lần nữa các bạn Và hợp đồng uh, tương lai của CMB cũng bây giờ đang hướng về là 75.6% Là Fed sẽ tăng thêm 0.25 lãi suất nữa cho nên chúng ta cũng sẽ theo dõi nhưng mà thường cũng không biết là nếu chúng ta có một cái chỉ số PC cực kỳ tốt thì có phải là Fed sẽ không tăng nữa hay là không hay là Fed đã quyết định như vậy rồi thì sẽ tiếp tục như vậy chúng ta hãy xem coi tình hình như thế nào đợt họp kế tiếp của Fed là ngày 26 tháng 7 các bạn cũng còn một thời gian nữa là gần cả tháng lận rồi chúng ta cũng có một cái thông tin cũng mang tính chất lạc quan các bạn đến từ Hồng Kông à, thì đặc biệt hơn đó là chúng ta thấy là ngân hàng HSBC ở Hồng Kông đã cho phép khách hàng giao dịch BTC và Ethereum ETF, nhưng mà những quỹ này không phải là những cái quỹ Bitcoin Spot hay là Ethereum Spot ETF các bạn, đây là cái quỹ Futures nghĩa là dựa theo giá của thị trường Futures các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái quỹ mà cho phép giao dịch là CSOP Bitcoin Futures và CSOP Ethereum Futures và còn một quỹ nữa là quỹ Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Đây là ba quỹ mà được giao dịch trên nền tảng của HSBC các bạn nên hiểu đây đó là ở trên uh, hsbc đó ngân hàng này thì uh, những khách hàng cũng có thể sử dụng uh, để mà thu mua etf hồi xưa giờ rồi chứ không phải là mới đây đâu chỉ là cái thông tin này đó nói là sẽ có thể giao dịch ba etf này trực tiếp ở trên nền tảng của hsbc còn về quỹ Spot ETF thì có một số bạn hỏi thuận là có phải là chưa có quỹ nào hay là không thì không phải đó các bạn Có nhiều quốc gia như là ở Brazil, ở Canada đã có quỹ Bitcoin Spot ETF rồi và đã có một thời gian nhưng mà nó cũng không quan trọng đâu các bạn tại vì cái thị trường tài chính lớn nhất thế giới đó chính là ở Hoa Kỳ Trước đây, đó, cái quỹ vàng ETF đầu tiên quỹ vàng Spot ETF đầu tiên đó, là không phải ở Hoa Kỳ mà ở nước Úc các bạn nhưng mà các bạn đã thấy được là cái quỹ đó cũng không có thể đẩy giá vàng lên được cho đến khi mà ở Hoa Kỳ đã có một cái quỹ vàng ETF đầu tiên thì sau đó các bạn thấy giá vàng tăng vọt tại vì cái nguồn vốn và thị trường Hoa Kỳ là một thị trường quốc tế có rất là nhiều dòng tiền trong đó cho nên chúng ta mới quan tâm đến thị trường Hoa Kỳ nhiều hơn và nếu như mà có một Bitcoin Spot ETF thông qua năm nay wow các bạn sẽ cực kỳ sôi so động rồi chúng ta cũng có một cái thông tin cho rất thú vị các bạn liên quan tới FTX đã một thời gian chúng ta không nói tới FTX nhưng mà sự kiện này vẫn đang xảy ra cái đội mà đang làm việc ở FTX hiện bây giờ đó thì trách nhiệm của họ vẫn là đi tìm kiếm số tiền đã mất và các bạn có biết là cho đến bây giờ đó thì họ đã kiếm được 7 tỷ đô la rồi dựa theo tất cả những chủ nợ đó khi mà khai báo là FTX đang nợ họ bao nhiêu đó thì cái số tiền mà nợ là khoảng 8,7 tỷ đô la nhưng mà họ đã kiếm được khoảng chừng 7 tỷ rồi các bạn có nghĩa là chúng ta nếu như là lấy 7 chia cho 9 á thì hầu như họ đã kiếm được là khoảng 77% của cái số tiền mà đang nợ mọi người rồi Con số này đó là một con số cũng rất là lạc quan đối với Thuần các bạn Tại vì trước đây nhiều người nghĩ là số tiền này đó khả năng là mất hết rồi tại vì không biết tiền nằm ở đâu và thú vị hơn nữa đó là chúng ta đã thấy được là có tổng cộng là 6,4 tỷ đô la được lưu trữ ở sàn FTX đó bằng tiền mặt và stablecoin nhưng mà ở trong giấy tờ kế toán nó tệ đến nỗi mà cũng không phân biệt là bao nhiêu phần trăm này là tiền mặt bao nhiêu là stablecoin sau khi mà chúng ta nhận được nhiều cái thông tin gần đây đến từ cái đội mà tìm kiếm tài sản của FTX có khả năng tôi là có khả năng mà thôi cái số lượng tiền mà bị mất đó không nhiều như chúng ta nghĩ trước đây nhiều người nghĩ là cái số tiền mất là 90 tỷ đó đó thì có thể chỉ còn có một hai tỷ mà thôi đã mất phần lớn rồi nhưng mà có khả năng là không có mất nhiều như là mọi người nghĩ đương nhiên các bạn thấy được là mất 20% của 9 tỷ 10 tỷ bên là con số rất là lớn à, nhưng mà có khả năng đó là tại vì sàn FTX khi xưa quá tệ họ không có quan tâm đến tài liệu kế toán cho nên mọi người không biết tài sản nằm ở đâu Các bạn đã nhớ là những câu chuyện như là à, cái CEO mới của sàn FTX chính là John Ray thì John Ray nói là cái đội của ông đã tìm thấy được những cái ví cứng nằm trong những cái Tủ của những nhân viên các bạn và khi mà đi vào ví cứng đó mới thấy được là có tới 500 triệu, 400 triệu đô la crypto nằm trong đó. Các bạn đã thấy được là đến nỗi mà họ cũng không biết là ví cứng nằm ở đâu và có bao nhiêu tiền trong đó. Thì thậm chỉ hy vọng là họ kiếm được càng nhiều tiền càng tốt để mà trả lại cho những nạn nhân. Ước tính bây giờ đó thì những nạn nhân nói là đang chờ đợi để trả lại 8,7 tỷ đô la. Bây giờ họ kiếm được khoảng chừng 7 tỷ. Con số này ít hơn so với lại con số mà ước tính ban đầu là khoảng 9 tới 10 tỷ nói chung thì tình hình có vẻ lạc quan hơn về cái số lượng tiền mà kiếm được từ ftx Chúng ta đã thấy là sàn Binance tuần vừa rồi thường nhớ là đã quyết định là sẽ rời khỏi Cyprus Cyprus là cái hòn đảo này các bạn nó nằm ở bên ngoài Lebanon và ở bên ngoài uh, Turkey Thì uh, chúng ta thấy là Binance quyết định là sẽ rời khỏi cái hòn đảo này và không hoạt động ở đây nữa Đây cũng không phải là một cái uh, quốc gia mà có nhiều cư dân đâu khoảng chừng là 1,2 triệu người mà thôi Nhưng mà các bạn thấy là một sàn rời khỏi một sàn khác lại được cấp giấy phép hoạt động đó chính là Bybit các bạn Thì Bybit uh, nói là họ đã nhận được phép hoạt động ở Cyprus rồi à, chúng ta cũng nói tới uh, Binance uh, thì có một cái uh, cập nhật cập nhật này đó, thì uh, nghiêng về SEC hơn là Binance à, Các bạn đã thấy được là sau khi mà ra tòa giữa SEC và Binance về cái việc là đóng băng tài sản của Binance US Thì cuối cùng đó, thẩm phán đã không đồng ý đóng băng tài sản mà hai bên tự thỏa thuận Và cuối cùng tài sản đã không bị đóng băng với một số điều kiện thường đã từng chia sẻ với các bạn Nhưng mà sau đó, đó thì luật sư của sàn Binance đã chở cái thế thành thế tấn công các bạn Không phải phòng thủ nữa mà là tấn công bằng cách là để đơn khiếu này SEC với lại quan tòa nói là SEC đó không nên tiếp tục chấp nhận phỏng vấn hay là tung thông tin liên quan tới vụ kiện này cho người dân nữa tại vì nhiều cái mà scc nói đó đều không đúng sự thật và uh, có uh, nhiều cái trong đó đó ảnh hưởng đến danh tiếng của sàn binance SEC không có bất cứ một bằng chứng gì nói là sàn binance uh, dùng tiền khách hàng một cách uh, trái phép hay gì hết cho nên tiếp tục nói như vậy đó sẽ ảnh hưởng đến uh, cái suy nghĩ của bộ thẩm đoàn nhưng mà cuối cùng đó, thì uh, thẩm phán đã ra quyết định là những gì xảy ra không đủ uh, để uh, binance yêu cầu scc không tiếp tục nói chuyện với lại truyền thông liên quan tới vụ kiện này nữa à, tại vì một phần các bạn nên hiểu đó là scc có quyền nói tới những gì mà đã được đề cập đến trong cái đơn khiếu nại giống như là các bạn khiếu nại một ai đó chỉ vì các bạn khiếu nại nó không có phải là sự thật các bạn giống như là thuần khiếu nại bạn là lừa đảo đi thì không nghĩa là bạn là lừa đảo đó chỉ là suy nghĩ của thuận và thuần khiếu nại bạn mà thôi ra tò thì mới biết là ai đúng mà sai nhưng mà nếu như mà thuận được phỏng vấn thì người phỏng vấn nói là tại sao mà anh đi kiện người a hay người b thuận sẽ nói là kiện vì tội lừa đảo thì cái đó cũng không phải là vu khống hay gì hết các bạn nó cũng không có thể đủ để mà nói là Thuần không được truyền tải thông tin đó đến báo chí Tại vì Thuận chỉ đơn giản là lập lại những gì ở trong cái đơn khiếu nại mà thôi Thì SEC thuần nghĩ là họ cũng sử dụng lập luận tương tự như vậy Họ nói là họ chỉ trên căn bản trả lời báo chí tại sao họ kiện sang Binance Còn sang Binance có thật sự là sử dụng tiền sai mục đích hay không thì ra tò mới biết được à, Thì cuối cùng thẩm phán đã nhiên về bên SEC trong cái sự kiện này thì có nghĩa là SEC vẫn có thể tiếp tục chia sẻ thông tin với lại báo chí Chúng ta còn thêm một thông tin liên quan tới sàn Binance nữa Cách đây không lâu đó các bạn hãy nhớ là sàn Binance Họ đã thông báo là ở những quốc gia ở châu Âu đó Trong đó chúng ta có Pháp, Ý, Tây Bạn Nhà, Poland Thì họ sẽ delist tổng cộng là 12 privacy tokens Như là những cái đồng liên quan tới bảo mật tài liệu giao dịch À, và sau khi mà xem xét lại đó họ nói là họ đã nghe ý kiến cộng đồng và họ đã quyết định là sẽ không delist một số đồng không phải là họ sẽ không delist tất cả nhưng mà một số đồng này sẽ không bị delist à, trong đó chúng ta có đồng decred đồng Secret, đồng Verge, Navcoin, Zcash, Dash và PIVX. Và các bạn đã thấy là những đồng này đó thì sẽ không bị delist ở sàn Binance ở châu Âu. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là một trong những đồng privacy phổ biến mà nhiều người thích sử dụng đó chính là XMR, đồng Monero. Monero đó thì vẫn nằm trong danh sách sẽ bị delist ở sàn Binance ở châu Âu các bạn. Rồi chúng ta cũng có một vài thông tin khác cũng rất là thú vị các bạn Chúng ta có một thông tin là cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ đó Thì họ có một bộ sưu tập NFT trên OpenSea Đó chính là cái bộ sưu tập các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Thì bộ sưu tập này đó là được tạo ra bởi bộ mật vụ của Hoa Kỳ ở San Francisco Thì họ tạo ra cái bộ sưu tập NFT này để làm gì các bạn Có phải là để bán, để gây quỹ không thì không phải đâu Chúng ta đã thấy là có nhiều người cũng thắc mắc Tại vì cái account này đó để là bộ đặc vụ Hoa Kỳ ở chi nhánh San Francisco thì nhiều người cũng đã hỏi tại sao lại có cái bộ sưu tập này thì cũng không nhận được nhiều thông tin nhưng mà cuối cùng hôm nay chúng ta cũng đã biết bộ đặc vụ ở chi nhánh San Francisco đó thì họ đã nói là họ tạo ra cái bộ sưu tập NFT này để giúp những đặc vụ hiểu hơn về tài sản kỹ thuật số và cơ quan mặc dù có hai nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ các nhà lãnh đạo chính trị chủ chốt các bạn đang thấy là bộ đặc vụ có nghĩa là Secret Service đó. họ là những người mà đi theo tổng thống phó tổng thống vân vân để mà bảo vệ nhiệm vụ thứ nhì của họ đó là bảo vệ cơ sở hạ tầng tài chính quan trọng của hoa kỳ à, đây là cái nhiệm vụ mà ít người biết tới hơn ai cũng nghĩ là bộ đặc vụ thì uh, chủ yếu là họ bảo vệ những người lãnh đạo mà thôi nhưng mà không phải đâu bộ đặc vụ đó có nhiệm vụ thứ nhì nữa là bảo vệ cơ sở hạ tầng tài chính quan trọng của hoa kỳ và họ cũng khá là quan tâm đến crypto đó các bạn à, các đặc vụ của san francisco đã nói là họ tiếp cận crypto từ một phương diện tích cực và nhiều người trong số họ đang sở hữu đầu tư crypto và nft ừ. Các bạn nghĩ sao về thông tin này? Các bạn có thể comment cảm nghĩ của mình bên dưới. Chúng ta cũng có thông tin à, đến từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ các bạn thì cũng giống như nhiều ngân hàng trung ương khác đó, họ cũng đã quyết định là bước theo một bước nữa. Trước đây họ đang nghiên cứu về một cái CBDC nghĩa là tiền kỹ thuật số quốc gia. Bây giờ họ đã bước tới bước thứ nhì là họ sẽ thử nghiệm với tiền thật và họ sẽ thử nghiệm với một số công ty các bạn không phải là thử nghiệm với người dân nhưng mà sẽ bắt đầu thử nghiệm wholesale như là bán sĩ cho một số những cái công ty và sau đó họ sẽ tính tiếp rồi chúng ta cũng có một cái thông tin thông tin này đó là đến từ Libya các bạn thì hiện bây giờ đó có khoảng 50 người Trung Quốc đã bị các nhà chức trách Libya bắt giữ sau khi bị cáo buộc đó là họ đã điều hành đó một cái cơ sở đào bitcoin trong thành phố Zilitan ở Libya đây là một cái quốc gia tại Bắc Phi các bạn và ở bên Libya họ nói là họ tìm thấy được ở một cái nhà máy sắt bị bỏ hoang đó có rất nhiều những cái máy đào BTC ở đó và những người này đó thì họ mướn những cái người vị thành niên để mà điều hành những cái máy này và đây không phải lần đầu tiên nữa các bạn mặc dù là đào Bitcoin đó bị cấm theo luật pháp tại Libya tại vì thân hiểu đó đây là một quốc gia mà cũng bị ảnh hưởng rất là trầm trọng từ chiến tranh và theo đường hiểu là điện với internet của họ đó thì cực kỳ thiếu thốn luôn các bạn internet rất là chậm và điện nên thì có chỗ có chỗ không và thường hay bị cúp điện nhưng mà ngược lại đó họ lại có có một cái giá điện vô cùng rẻ chỉ có 0.004 đô la cho một kilowatt mà thôi. Thì Thuận cũng như là nhiều bạn tò mò tại sao quốc gia này lại có nhiều điện rẻ như vậy Thì Thuận cũng không tìm được thông tin đâu các bạn Thông tin mà Thuận tìm được cũng giống như những gì Thuận chia sẻ với các bạn đó Thật ra có nơi có nơi không có điện Nhưng mà trên căn bản là nhiều người ở Libya thì họ vẫn siêu máy phát điện mà thôi Và Internet cũng không có phải là nhanh lắm Thì cũng không hiểu tại sao mà lại có nhiều những cái sự kiện như thế này xảy ra Khi mà Internet không có một cách chắc chắn đó, Thì các bạn có thể vận hành một cái xưởng đào hiệu quả được cùng với lại việc là điện thì lúc có lúc không thì đâu phải đối là các bạn cũng sẽ có điện đâu nhưng mà có thể là lúc mà có điện đó, thì điện rẻ cũng đã đủ để mà bù đắp lại cho chi phí vận hành cái xưởng đào này và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những, những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những, những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch đấy, thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn